tuổi trẻ của chúng ta luôn tồn tại những mối quan hệ lạ lùng, những cảm xúc lạ lùng, cả những con người lạ lùng ở bên trong mỗi người. Con người mà chúng ta không thể nào lý giải nổi vì sao lại có thể chịu đựng được rất nhiều tổn thương, rất nhiều thất vọng đến thế. Vẫn là ở một góc quán nhỏ, cô ấy vẫn gục đầu lên mặt bàn, điệu bộ tưởng chừng như ngủ rất ngon lành sau khi tôi đưa lưng của mình ra che những tia nắng từ ô cửa kính chiếu vào. Nhìn cô ấy lúc nào cũng thật mệt mỏi biết mấy, chỉ khi có những giấc ngủ ngắn ngủi này mới thấy nét mặt ấy phần nào thoải mái hơn. Tôi đã ngồi thế này mấy năm rồi, như thói quen thường làm từ hồi cấp 3 cho đến tận bây giờ. Trời vừa sẩm tối, tôi đánh thức đang dậy, dọn dẹp giúp cô ấy cái máy ảnh và laptop trên bàn cà phê để ra về. Đang chẳng bao giờ về nhà ngủ hẳn hoi cả, cứ ngủ tranh thủ như thế. Bây giờ dậy lại chạy qua studio để làm việc, rồi tới khuya hoặc gần sáng mới lại về nhà. Thậm chí, dạo này cô ấy còn ở lại đó với nhân viên luôn. Công việc quá nhiều, lại thêm chuyện cãi cọ với Kim khiến đang mệt mỏi. Cô ấy gọi cho tôi qua nhà mấy lần, chỉ vì sợ phải ở nhà một mình, với vô vàn những suy nghĩ cứ chùng xuống trong lòng mình. Chị về trước nhé, em qua studio luôn nên không đưa chị về được. Đang đón lấy cái máy ảnh và túi laptop từ tay tôi, vội khoác ngay chúng lên vai. Ừ, đừng có làm việc khuya quá nhé, mày mà cứ như thế rồi cũng điên sớm thôi đấy. Tôi gằn giọng với cô ấy, mặc dù biết làm như thế cũng chẳng có ích gì. Cô ấy vẫn sẽ cày việc cho tới sáng, với đôi mắt thâm quầng lại kia. Tôi và Đang thân thiết với nhau từ những năm cấp 2, coi nhau như người nhà, vì tôi sinh trước cô ấy mấy tháng nên là chị. Đang xử lý công việc quyết đoán, nhanh nhẹn và rất chững chạc. Tuy nhiên, ngoài công việc ra thì cái gì cũng như trẻ con. Những ngày trước chẳng buồn, mỗi khi gặp tôi, cô ấy lại cười đùa như trẻ con, nô đùa mà chẳng biết mệt. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi, tôi không còn thấy đứa con nít ấy đâu nữa. Bây giờ chỉ còn thấy một Đang nặng trĩu với những ưu tư trong đôi mắt, ở cả từng bước chân cũng vậy. Quá nửa đêm, điện thoại tôi reo là cuộc gọi từ Đang. Thanh, chị nói cho em biết, em có phải là quá ngu ngốc không? Có phải quá ngu ngốc đến mức người ta qua mặt mình, đã vậy còn bị đổ lỗi là không ra gì, không tốt? Có phải em ngu quá rồi đúng không? Tôi nghe giọng Đang líu ríu vào với nhau, vẻ bực tức. Cô ấy chắc chắn sẽ không khóc lúc này. Nhưng khi cuộc gọi này kết thúc, khi chỉ còn lại một mình, chắc chắn không ai có thể cản được cô ấy. Không, em không sai, em không ngu. Em chẳng có gì là ngu ngốc cả. Chỉ là vì tình cảm của cậu ấy dành cho em không đủ để cậu ta bỏ qua cái sĩ diện của một thằng đàn ông mà thôi. Em biết là em ngang bướng, nhưng đâu phải là em không biết điều. Tất cả những gì em làm anh ta còn không đủ hiểu hay sao? Chính vì những hy sinh của em quá thầm lặng, vì thế nên anh ta mới cố tình lãng quên đấy thôi. Tôi cố gắng an ủi Đang, trong lòng cũng cồn cào vì lo cho cô ấy. Cũng giống như đau chung với cô ấy một nỗi đau vậy. Tôi biết Đang đang tổn thương lắm, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt tôi và tất thảy những người khác. Đột nhiên đầu dây bên kia lặng yên, rồi lại có tiếng nói vọng vào. Cậu ổn không đấy? Đó là giọng của Vũ. Cậu ấy là bạn thân của cả hai chúng tôi suốt những năm cấp 3. Cũng là người mà cả hai chúng tôi cảm thấy thoải mái và an toàn nhất khi bên cạnh. Tất cả đều tốt đẹp, duy nhất chỉ có một điều, tôi yêu cậu ấy. Còn cậu ấy lại dành tình cảm cho Đang. Chẳng rõ là thích hay yêu, nhưng dù là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là một vết thương dài trong lòng tôi. Đang nói với tôi một câu cuối trước khi ra ngoài cùng Vũ. Em đi một chút, có gì sẽ nói chuyện lại với chị sau nhé. Tôi cũng ậm ừ rồi tắt máy, trong lòng bỗng trào dâng lên một cảm giác ích kỷ đến khó tả. Tôi rõ ràng rất thương Đang, cô gái bé nhỏ ấy đã từng chịu rất nhiều đau thương. Nhưng tôi lại xót xa cho chính mình, nhìn người mình yêu nhất ở bên cạnh một người khác, ánh mắt hy vọng một sự đáp lại, giống như tôi. Nhưng chỉ có một điều khác,
là tôi còn chẳng có thể ở bên để nhìn vào đôi mắt của cậu ấy. Đang không biết tình cảm của Vũ dành cho mình, cô ấy vẫn luôn rủ Vũ đi đâu đó mỗi khi thực sự bế tắc. Thành thực mà nói, tôi tin cô ấy coi Vũ như một người bạn, chứ không phải là một người thế chỗ cho Kim. Tối hôm đó tôi mất ngủ, trằn trọc mãi trên giường cũng không thể nào nhắm mắt nổi. Không hiểu là vì lo cho Đan hay cho chính tình cảm của mình. Tôi biết Vũ rất ân cần với Đan, nên chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình.
rất muốn cậu ấy biết đến tình cảm của mình, nhưng lại sợ ba đứa sẽ chẳng thể nào bên nhau như trước. Ngay cả Dan cũng chưa từng biết đến tình cảm này của tôi. Dù bất cứ chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ với nhau, nhưng tôi nghĩ chuyện này không nói ra thì sẽ tốt hơn. Dù sao cũng không ngủ được, tôi xuống bếp lấy một cốc sữa rồi quay lên phòng bật máy tính. Có thông báo tin nhắn đến từ Facebook. Tôi đoán là Vũ, nhưng không phải, là Kim, cậu bạn trai của Dan. Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ cãi cọ. Anh ta vốn là người có bản tính cố chấp, chưa bao giờ chịu hạ cái tôi của mình xuống, đôi khi còn thích áp đặt, ích kỷ và nhỏ nhen. Dù tôi hiểu được rằng anh ta rất yêu Dan, bởi sau mỗi lần cãi vã, anh ta đều nhờ tới tôi giảng hòa cho hai đứa. Nhưng tôi chán việc này rồi. Thanh xuân của mỗi người con gái không thể cứ đẫm nước mắt mãi như thế được. Và rồi còn cả chuyện sau này lấy nhau về, tôi cũng phải đi làm hòa cho họ hay sao? Con gái chúng tôi cần một người để yêu thương, che chở, chứ có cần một ông bố chồng thứ hai đâu. Và thế là lần này, tôi đã đáp thẳng vào mặt anh ta một cục tức đã phải nhẫn nhịn bao lâu nay khi nói chuyện với anh ta. Sau đó nhắn một tin cho Dan. Chị bảo thằng cha đó dẹp luôn đi, không yêu đương gì nữa. Em cũng quên thằng đó đi, chẳng có gì để xứng đáng cả, hiểu chứ? Ngày sau đó, Dan trả lời, đúng ý em. Cô ấy vẫn luôn như thế, giọng điệu mạnh mẽ đầy gai góc, nhưng trong lòng lại yếu đuối đến vô cùng. Điều may mắn hơn cả một người tình trong cuộc đời của mỗi cô gái, đó là chúng ta có thể có được một người chị em, cùng đau, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc với mình. Các bạn vừa lắng nghe radio số 62, Vệt nắng thanh xuân, được chuyển thể từ truyện ngắn Đâu mới là thanh xuân của cậu, của tác giả Nhã Tú gửi về cho chương trình. Hẹn gặp lại các bạn ở số radio kỳ tới. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngọt ngào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chia phôi.